Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con đực kèm Pháp ở giá cực kỳ yêu thương nha các bạn, và một cặp đực man. Đây trước mặt bạn là đực kèm Pháp nè, lưng thẳng băng nè, da mỏng nè, chân móng hoàn thiện các bạn, ở lưng thẳng nè, xương cối. Bò này tầm 7 tháng tuổi các bạn, đực kèm Pháp này chủ báo giá là 10.500.000 các bạn, 10.500.000 nha. Đó, lưng thẳng, chân móng so, dài hở đòn dài, mức mượt. Đây, lưng thẳng băng các bạn không, đít tròn quay nè, chân móng đi hoàn thiện nè các bạn. Đó, đòn dài, được kèm Pháp này chủ báo giá là 10.500.000 các bạn, 10.500.000. Bò tầm 7 tháng tuổi các bạn. Anh em nào được, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Được kèm Pháp, chân móng sò hẳn băng, xương cối lớn, lưng thẳng đòn dài, dài hở. Đây, cao 1m02 bò các bạn. Cao 1m02 bò nè. Đít nè, đít cao 1m1. Được kèm Pháp này cao 1m02, đít cao 1m1, 7 tháng tuổi, giá là 10.500.000 các bạn, 10.500.000 nha. Giá này anh em nuôi là bao lời luôn, giá 10.500.000 cũng được kèm Pháp này các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video, được kèm Pháp giá 10.500.000. Cao 1m02 bò. Còn đây là cặp đực man các bạn. Mặt gu sai tích nghiêm chỉnh nè. U nút nè các bạn thấy không? Mặt gu sai tích nghiêm chỉnh u nút. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh u nút nè các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện. Cao 1m05 bò. Cao 1m05 bò. Đít nè. Đít cao 1m1. Đó, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh các bạn thấy không, bàn tay nhỏ, mặt gu cao 1m05 bò đến cao 1m1, xe tích nghiêm chỉnh. Cặp được man này thì chủ báo giá là 18 triệu các bạn, 18 triệu. Mặt gu nè, chân móng hoàn thiện nè, xe tích nghiêm chỉnh nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng đi hoàn thiện nè, Đó, cặp được man này thì chủ báo giá là 18 triệu các bạn. Còn tiếp theo, đó, con này xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh nè, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, cũng bật gu nè, chân móng đi hoàn thiện các bạn. Đó, dàn chân móng hoàn thiện nè, xương cối lớn. Đó, cặp được man tay nhỏ này thì chủ báo giá là 18 triệu các bạn, 18 triệu nha. Tay con này cũng trung trung nha các bạn, xương cối lớn nè, xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, các bạn. Ờ, giá là 18 triệu các bạn, 18 triệu cặp đực man này nha. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh, xương cối lớn, giá 18 triệu các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, bật gu đòn dài, sái tích nghiêm chỉnh, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết, giá hai hòn. Giá 18 triệu, tính ra một con có 9 triệu nha các bạn. Tính ra một con được man này có 9 triệu nha, giá cực kỳ sinh viên luôn. 18 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video. Đó, sai tích nghiêm chỉnh hết, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Đòn thì dài. Đây, cao 1m06 bò nè các bạn. Được man này cao 1m06 bò. Cao 1m06 bò nè. Đây, cao 1m06 bò nè các bạn. Được man này cao 1m06, đít nè. Đít cao 1m12. Đó, được man này cao 1m06 bò đít cao 1m12. Giá 18 triệu cặp được man tay nhỏ này các bạn, 18 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha.
Đó, sải tích nghiêm chỉnh hết. Cặp được manh này cực kỳ xứng các bạn. Con cao 1m6 bò. Đít cao 1m12, con cao mét cao 1m5, đít cao 1m1, sải tích nghiêm chỉnh, giá là 18 triệu cặp được manh này các bạn. Cặp được manh tay nhỏ này giá 18 triệu. À, chừng móng sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, sẽ lưng nè, sẽ mặt đồ nghiêm chỉnh hết, giá là 18 triệu cặp được man này các bạn, tính ra một con có 9 triệu nha anh em. À, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn, và xin được báo giá lại là cặp được man tay nhỏ chủ báo giá là 18 triệu. À, con cao 1m5 bò, con cao 1m6.